một người bây giờ họ đi du lịch ở pháp họ về họ kể chuyện nước pháp cho mình nghe mà mình chưa từng đi pháp bao giờ mà thấy nó kể qua cái mồm nó hay quá hỏi tâm mình có khởi nên muốn đi pháp không nhưng nếu mình đã từng đi rồi và mình không lạ gì nữa thì tâm mình có định không có định như vậy người càng trải nghiệm càng dày và càng hiểu biết thì tâm người ta càng định